tiền đồ Tô Đại tăm tối, vì sao Lương Tam Quang cũng không thể cứu nổi. Bà Trương Thị Mai, thường trực Ban Bí thư kiêm trưởng ban tổ chức Trung ương, quyết định rũ áo ra đi, bỏ lại tất cả vì quá chán trường khi nội bộ lãnh đạo cấp cao của Đảng Cộng sản Việt Nam đấu đá triền miên không có hồi kết. Điều này đã phản ánh cho thấy tình trạng mất đoàn kết trầm trọng. Các cá nhân cũng như các phe cánh trong đảng chỉ lo tranh giành quyền lực và lợi ích, không quan tâm đến sự tồn vong của quốc gia, dân tộc và người dân. Bộ trưởng Bộ Công an, ông Đại tướng Tô Lâm. Mạng xã hội đang loan truyền thông tin Bộ trưởng Tô Lâm bị tập thể Bộ Chính trị ép phải ngồi vào chiếc ghế Chủ tịch nước với quyền lực rất hạn chế. Còn ghế Chủ tịch Quốc hội cho dây ông Trần Thanh Mẫn, Phó Chủ tịch Thường trực của Quốc hội đảm nhiệm. Hiện ông Mẫn đang tạm thời điều hành Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội khóa 15. Đáng chú ý, nếu Tô Lâm giữ chức Chủ tịch nước mà không kiểm soát được Bộ Công an thì số phận của ông cũng sẽ nhanh chóng rơi vào tình trạng giống như ông Phúc, ông Thưởng. Khi đó, Tô Chủ tịch có thể bị hạ bệ bất cứ lúc nào nếu phe đối thủ muốn điều đấy. Đây là điều rất đáng lo ngại với đương kim đại tướng, hiện là Bộ trưởng Bộ Công an của Việt Nam. Do đó, người kế nhiệm chức Bộ trưởng Bộ Công an có một ý nghĩa hết sức quan trọng trong những diễn biến tiếp theo của cuộc thư hùng thượng tầng chính trị. Bộ Chính trị hiện nay trong số 12 trên tổng số 18 ủy viên khóa 13 còn sót lại, những ai có đủ tiêu chuẩn để thay ông Tô Lâm tại Bộ Công an? Đây là câu hỏi được đặt ra theo quy định số 214 QĐ vào năm 2020 của Bộ Chính trị, để giữ chức Bộ trưởng Bộ Công an bắt buộc phải là ủy viên Bộ Chính trị trước hoặc sau khi được bổ nhiệm. Đồng thời, theo tiền lệ, các đời Bộ trưởng Bộ Công an thường là đại biểu Quốc hội. Như vậy, nếu xét theo quy định tiền lệ, thì người ngồi ghế Bộ trưởng Bộ Công an thay cho Tô Lâm có thể là một trong các ủy viên Bộ Chính trị, đồng thời còn phải là đại biểu Quốc hội. Bộ Chính trị khóa 13 có một số ủy viên xuất thân từ ngành công an như Phan Đình Trạc, ông Nguyễn Hòa Bình và ông Nguyễn Văn Nên. Nhưng ông Nên không phải là đại biểu Quốc hội. Do vậy, khả năng cao là ông Phan Đình Trạc hoặc ông Nguyễn Hòa Bình sẽ ngồi vào ghế Bộ trưởng Bộ Công an. Một số ý kiến nghiêng về khả năng ông Phan Đình Trạc sẽ nắm giữ vị trí này. Trưởng ban Nội chính Trung ương đối thủ không đội trời chung với ông Tô Lâm. Ông Phan Đình Trạc là một nhân vật có hạng trong phe Nghệ An, một nhân vật thân cận với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong công cuộc đốt lò, đồng thời cũng là đối thủ chính trị không đội trời chung với Tô Lâm. Nếu ông Trạc thực sự về Bộ Công an, thì đây sẽ là một điều khiến được tân Chủ tịch nước có tên là Tô Lâm sẽ phải sống bất an, không khác gì việc có một bản án tử hình treo trên đầu. Nhất là Vương Đình Huệ, người cùng phe của ông Trạc, mới vừa bị tức tưởi ôm mối hận ra đi khi buộc phải chấm dứt sự nghiệp chính trị của mình. Ngoài ông Trạc và ông Bình, một số nhân vật khác có khả năng thay thế chức Bộ trưởng Bộ Công an, đó là ông Trần Cẩm Tú, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Ông Trần Cẩm Tú thì quê Hà Tĩnh, là Ủy viên Trung ương Đảng liên tiếp 3 khóa 11, 12 và 13. Hiện là Ủy viên Bộ Chính trị và là thành viên Ban Bí thư. Trên mạng xã hội cũng có tin đồn Thượng tướng Thứ trưởng Lương Tam Quang đồng hương với Tô Lâm sẽ giữ chức Bộ trưởng Bộ Công an theo nguyện vọng của Tô Lâm nếu ông nhậm chức Chủ tịch nước. Tuy nhiên, suy đoán này cũng có thể chưa chắc đã đúng. Một số người cho rằng trong trường hợp cả ba ông Phan Đình Trạc, Nguyễn Hòa Bình, Trần Cẩm Tú vì lý do bất khả kháng không thể đảm trách chức Bộ trưởng Bộ Công an thì lúc đó mới xét tới các nhân vật thứ trưởng của bộ này. Bộ Công an hiện nay có 6 thứ trưởng gồm 3 thượng tướng và 3 trung tướng. Đối thủ của Bộ trưởng Tô Lâm có hậu thuẫn vững chắc từ Bắc Kinh. Nếu xét thêm cấp hàm thì 3 thượng tướng sẽ được chọn trước. Cả 3 vị thượng tướng này là Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13, nhưng ông Quang và ông Ngọc không phải là đại biểu Quốc hội. Trong lúc Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, em trai ông Trần Đại Quang, là Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Ủy viên Trung ương Đảng 2 khóa 12 và 13, là đại biểu Quốc hội 2 khóa liên tiếp 14 và 15. Hơn thế nữa, ông Lương Tam Quang và Nguyễn Duy Ngọc chưa đủ tiêu chuẩn để được xét vào Bộ Chính trị. Theo quy định, để được bầu làm Ủy viên Bộ Chính trị thì phải là Ủy viên chính thức của Ban chấp hành Trung ương Đảng chọn một nhiệm kỳ trở lên. Có vẻ như tương lai của Bộ trưởng Công an còn tối hơn tiền đồ của chị Dậu.
những ngày tháng tới khi ngự trên chiếc ngai chủ tịch nước có lẽ là những năm cùng tháng tận đối với vị đại tướng công an hữu dũng vô mưu. Lúc này chỉ có phép lạ thần kỳ mới có thể giúp được ông Tô Lâm thoát nạn. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo .de với bản tin Tiền đồ Tô Đại tăm tối, vì sao Lương Tam Quang cũng không thể cứu nổi. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de. Vì sao Tô Đại sẽ mất cả chỉ lẫn chài và Tổng Đại sẽ ngồi lại tại đại hội lần thứ 14? Trong bối cảnh sóng gió của chính trường Việt Nam chưa thấy ánh sáng cuối đường hầm, thậm chí có biểu hiện mất kiểm soát nghiêm trọng, một số ý kiến cho rằng có những thế lực trong nội bộ của Đảng cố tình tạo ra tình trạng bất ổn để phục vụ cho mưu đồ chính trị. Một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng hỗn loạn chính trị của Việt Nam hiện nay là do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng không công khai minh bạch nhân sự kế nhiệm ông sau khi ông rút lui. Bộ trưởng Bộ Công an, ông Đại tướng Tô Lâm. Ông Nguyễn Phú Trọng đã ngự trên ghế Tổng Bí thư gần 3 nhiệm kỳ, bất chấp việc này trái với điều thứ 17 của điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, không cho phép Tổng Bí thư giữ chức vụ quá 2 nhiệm kỳ liên tiếp. Chưa hết, có những đồn đoán cho rằng chính Tổng Trọng đã cố ý gây ra tình trạng hỗn loạn này với mục đích tạo cớ để ngồi lại nhiệm kỳ lần thứ 4. Những tin xấu về sức khỏe của ông Tổng là do phe ông Tổng Bí thư chủ động tung ra để mà đánh lạc hướng đối phương. Thực tế, những đồn đoán rất xấu về sức khỏe của ông Trọng, thậm chí là cho ông rằng đã qua đời trong năm 2023, đã được chứng minh là không đúng sự thật. Có một số ý kiến còn cảnh báo Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm nếu không khéo sẽ sập bẫy của Tổng Trọng. Bắt đầu từ thông tin chiều tối ngày 11 tháng 5, đoàn đại biểu Bộ Công an do Đại tướng Tô Lâm dẫn đầu đã về Nghệ An dự khai mạc lễ hội Làng Sen năm 2024. Lãnh đạo Nghệ An đã đón đoàn rất long trọng. Hai lãnh đạo hàng đầu của tỉnh Nghệ An là Thái Thanh Quý, Bí thư Tỉnh ủy và Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch tỉnh đã tranh thủ gặp riêng Tô Lâm tại khách sạn 5 sao Mường Thanh trên đường Quang Trung, thành phố Vinh để thể hiện sự ủng hộ trung thành tuyệt đối lâu dài đối với ông Tô Lâm. Sự kiện này được mạng xã hội đánh giá là Bộ Công an và ông Tô Lâm vào xứ Nghệ để thâu tóm chiến quả sau khi đã bình định thành công phe Nghệ An. Đây là điều khó có thể tin được. Kể từ sau đại hội lần thứ 12 với sự tiếp tay của Tổng Trọng, phe Nghệ An, Hà Tĩnh đã thâu tóm gần hết các vị trí quyền lực trong Đảng, trong bộ máy của chính phủ. Ví dụ như ông Phan Đình Trạc ngồi ghế trưởng ban nội chính trung ương đầy quyền lực, Trần Cẩm Tú thì ngồi ghế chủ nhiệm ủy ban kiểm tra trung ương. Họ sẵn sàng loại bỏ bất kỳ những ai dám chống lại Tổng Bí thư. Trưởng ban nội chính trung ương, ông Phan Đình Trạc. Các cán bộ chủ chốt nhiều quyền lực và hái ra tiền trong chính phủ như Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch Đầu tư, Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng đều do nhân sự của phe Nghệ Tĩnh quản lý. Đồng thời, những sai phạm của lãnh đạo phe Nghệ Tĩnh dường như dễ dàng được bỏ qua, không bị xử lý nghiêm. Theo giới phân tích, với việc nỗ lực điều tra các sai phạm với dàn lãnh đạo của phe Nghệ Tĩnh, Tô Lâm dường như muốn chứng minh sự thiên vị và bất bình đẳng trong kỷ luật của Đảng, của Tổng Trọng nhằm hạ uy tín và tiến tới là hạ bệ ông Tổng. Tuy nhiên, vỏ quýt dày thì lại có móng tay nhọn. Một nguồn tin cho Thời báo .de mới đây tiết lộ rằng Tổng Trọng chính là người đã chỉ đạo đánh tập đoàn Xuân Cầu của gia đình Tô Lâm. Theo nguồn tin, vụ đánh vào tập đoàn Xuân Cầu của người nhà Tô Lâm là do đích thân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với vai trò là Bí thư Quân ủy Trung ương chỉ đạo, yêu cầu quân đội vào cuộc điều tra. Hội nghị Trung ương 9 sẽ khai mạc vào sáng ngày 16 tháng 5, tại đó khả năng rất cao sẽ quyết định việc ông Tô Lâm rời ghế Bộ trưởng Bộ Công an để sang giữ chiếc ghế Chủ tịch nước. Một chiếc ghế có tiếng nhưng hầu như không còn quyền lực. Theo giới phân tích, ghế Bộ trưởng Bộ Công an sẽ trao cho ông Phan Đình Trạc, trưởng ban nội chính Trung ương. Tin đồn cho rằng Thượng tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an sẽ giữ chức Bộ trưởng là hoàn toàn không có cơ sở, bởi hai ghế Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Bộ trưởng Bộ Công an dứt khoát phải do Ủy viên Bộ Chính trị nắm giữ. Lương Tam Quang mới là Ủy viên Trung ương Đảng, chưa có nhiều ảnh hưởng trong Đảng để mà quản lý Bộ Công an.
Tổng Trọng và Đại tướng Phan Văn Giang. Nếu như vậy, ông Trọng đã thành công trong kế điệu hổ ly sơn, cắt đứt quyền lực của ông Tô Lâm. Theo quy định của điều lệ đảng, viên phải phục tổng tuyệt đối sự phân công và điều động của đảng. Vì vậy, nếu Ban Chấp hành Trung ương Đảng thông qua nghị quyết, quyết định chọn ông Tô Lâm cho chức vụ chủ tịch nước, thì ông phải phục tổng. Quan trọng hơn, trong khi bà Trương Thị Mai quyết định xin nghỉ sau khi kết thúc đại hội lần thứ 13, ông Phạm Minh Chính cũng sẽ yên vị với ghế thủ tướng nhiệm kỳ tiếp theo. Giới phân tích cho rằng, vào lúc Trung ương phải quyết định phương án nhân sự chủ chốt, sẽ không còn một lựa chọn sở dĩ nào khác ngoài ông Trọng cho vị trí tổng bí thư. Ông Trọng sẽ điềm nhiên tiếp tục nhiệm kỳ thứ tư với lời biện bạch quen thuộc rằng, dù tuổi cao, sức yếu, năng lực có hạn, song không thể thoái thác nhiệm vụ đảng và nhân dân giao phó. Để thấy khả năng cao, Tô Lâm sẽ mất cả chỉ lẫn chài bởi chiêu nhất tiễn hạ song điều của Tổng Trọng. Ngược lại, Tổng Trọng sẽ đặt mục tiêu ngồi tiếp ghế tổng bí thư tại đại hội đảng lần thứ 14. Chúng ta hãy cùng chờ xem. Quý vị và các bạn có theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin Vì sao Tô Đại sẽ mất cả chỉ lẫn chài để Tổng Trọng ngồi lại tại đại hội lần thứ 14. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de